Quân quân, chỉ huy các đội cá tập hợp làng Đông. Dù có hy sinh ngư dân, cũng không được để cá trình xâm nhập làng. Nếu không, sẽ là thảm họa diệt vong. Đội trưởng Bạch Đoạn, anh hãy dẫn đội sát thủ Bạch Đoạn tấn công từ phía ngoài, phối hợp cùng đội xanh và quân quân đuổi kẻ xâm lược. Nhiệm vụ bảo vệ làng cá là trách nhiệm của các ngươi, đi đi. Trưởng làng, bộ tộc đen có giúp chúng ta không? Khó nói lắm, họ không rõ ràng đồng ý giúp nhưng cũng không từ chối. Cảnh sát Trần, sao thế? Tiểu Trác huynh đệ, anh chắc chắn ở đây có cá sấu. Chúng tôi đã phục kích nửa tháng rồi, dùng máy dò dưới nước, khảo sát cả vài cây số sông, nhưng không tìm thấy cá sấu mà anh nói. Làm sao có thể? Lúc đó tôi và hai người bạn đều thấy mà. Nó còn cắt đứt dây câu của chúng tôi. Hay nó bơi đi nơi khác rồi? Không loại trừ khả năng đó, nhưng hiện tại chúng tôi không tìm thấy gì, chỉ có thể đặt biển cảnh báo ven sông. Thời gian tới không nên câu cá ở đây. Được rồi, lạ thật. Nó có thể chạy đi đâu chứ? Anh đã xâm nhập bất hợp pháp vào làng cá. Xin mau chóng rời khỏi đây. Nếu không, chúng tôi sẽ trừng phạt anh. Hừ, tự nguyện chui vào miệng hổ rồi sao? Cá tầm thường vẫn là cá tầm thường. Tưởng đông là thắng được bọn ta à? Vậy nếu thêm tôi nữa thì sao? Hừ, các ngươi là bộ tộc cá đen mà. Sao lại mà phối hợp với bọn cá tầm thường kia? Trưởng làng cá chép có ơn với tôi. Xin ngài hãy nể tình bộ tộc đen chúng tôi. Xin đừng động thủ. Nếu ta không tha thì sao? Vậy thì hôm nay ngươi sẽ không thể thoát khỏi đây. Haha, đùa ta à? Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Xé ngươi ra ta còn chẳng cần dùng sức. Nhìn sau lưng ngươi đi. Cảm ơn trưởng lão đã đến giúp. Trưởng làng cá chép khách sáo quá rồi. Tôi biết lần này ngài đến, bộ tộc chắc chắn phản đối. Việc mời ngài cũng là bất đắc dĩ thôi. Trưởng làng nói quá rồi. Ngài cũng cần cẩn thận. Tôi thấy vẫn còn một con cá trình kia. Tôi cần đi trước. Trưởng làng hãy ở lại đây. Cảm ơn trưởng lão. Ồ, các ngươi là loại cá gì thế? Sao lại làng vàng quanh đây? Sao lại đến làng chúng tôi? Haha, tiểu huynh đệ, hai anh em tôi mới đến. Vô tình bị mắc câu. Không biết huynh đệ có thể giúp anh em tôi không? À ra là bị mắc câu của tên câu cá. Trưởng làng bảo là ăn cái móc sắt này sẽ mất mạng. Vậy tôi giúp hai người thế nào đây? Tiểu huynh phê nghe, móc câu chỉ mắc vào miệng dưới tôi một chút. Để cắn giúp tôi một cái là có thể nhả ra được. Được thôi, để tôi xem nào. An, tiểu huynh đệ à, chúc ngươi đi đường bình an. Ha ha ha. Anh à, làm thế không đúng đâu. Mày câm mồm lại, chỉ có kích động mâu thuẫn giữa làng cá và tên câu cá, khiến chúng tự tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta ngồi hưởng lợi, lúc đó chiếm lĩnh vùng nước này chỉ là chuyện nhỏ. Anh thật thông minh. Này, con cá ngốc kia. Ông râu dài, kêu tôi à? Đúng rồi, chính người đấy. Tôi vừa thấy một con cá nhỏ trong làng của các ngươi. Bị tên câu cá câu mất rồi. Cái gì? Lê Càng bị câu mất rồi à? Tao phải đi báo trưởng làng ngay. Cá ngày này dễ lừa thật đấy, ha ha. Mồi câu này thật tốt. Vừa thả xuống là cắn ngay. Quả nhiên tiểu vũ giàu có cũng không phải tự nhiên mà có. Đem con cá này về nấu canh, vợ tôi sẽ thích lắm. Trời ơi, trang bị hoành tráng quá. Cần câu, dù che nắng. Hộp đựng cá, bánh mì, mồi câu vô địch phổ cập. Thuốc lá ngư hiệp hộ. Lưới dự phòng, cần câu dự phòng. Trời ơi, chuyên nghiệp quá. Tôi thật tệ hại so với người đó. Ông chuẩn bị câu cả đêm mà. Còn mang cả bánh mì nữa. Thưa ta không giảm giấu, hôm nay tôi xem bói. Thầy bói bảo hôm nay phải câu cho bằng được, cho nên buộc phải câu suốt đêm. Cái gì, câu cá cũng xem bói à? Haha, cần câu đổi vận thật là lừa đảo. Làm gì có cá nào ăn miếng sắt đâu chứ. Trưởng làng, là chỗ này đấy. Lê Càng chính là bị câu ở đây. Hôm nay nước còn đục ngầu, có vẻ sẽ có thời tiết xấu. Chỉ cần tên câu cá không đi, hôm nay nhất định sẽ trừng phạt hắn. Đã rõ, trưởng làng. Anh hai à, chỉ có ông già này thôi. Có nên tấn công không? Chưa vội, đợi thêm chút. Trưởng làng, chuyện gì vậy? Quân quân à, có tên câu cá trên bờ. Hắn đã câu đi người tuần tra của chúng ta rồi. Để tránh cá trong làng bị tổn thương nữa, hôm nay phải dạy cho tên đó một bài học. Để tên câu cá cho tôi. Ngoại trừ anh La Văn, tôi chưa bao giờ để bọn tiểu ca La Mi vào mắt. Anh hai, chúng ta định đánh úp à?
Mày ngốc à, quen mất vụ lần trước rồi sao? Đợi tên câu cá xử lý xong con cá xanh thối đó, rồi chúng ta tấn công. Còn lại bọn cá tầm thường, vặn cổ dễ như trở bàn tay. Đại ca thật thông minh. Với thân hình nhỏ bé của trưởng làng, tôi chỉ cần hai cái là xong. Đợi chút nữa sẽ đến lượt mày. Hừ, lần này nhất định phải trả món nợ xưa. Như ý, như ý. Theo ý tôi, chế độ cần câu đổi chế độ. Ha ha ha. Cố lên, quân quân à. Yên tâm đi, Sa Diên. Danh hiệu vương tử đất cần không phải là hão. Quân quân chỉ đang giả vờ thôi. Khi cần câu của tên câu cá vung lên 90 độ, quân quân chỉ cần một cú lắc đầu là có thể đứt ngay. Trưởng làng, quân quân là một con cá biết phép thuật. Trời ơi, con cá thối này cũng ghê thật đấy. Anh ơi, chúng ta đi thôi. Em không dám tưởng tượng sức mạnh giật đứt dây câu của nó. Nếu đánh vào mặt chúng ta thì hậu quả sẽ thế nào? Ngươi câm mồm lại cho ta. Ta không tin tên câu cá chỉ có thế. Trời ơi, ít nhất cũng phải 80 cân. Ngay cả cần câu dây câu cải tiến cũng bị đứt sạch. Nếu không vì hôm nay mưa, ta nhất định phải tặng anh sóng thác rồng. May mà mang theo cần dự phòng. Ha ha, ông già này khá hung dữ. Hôm qua có sương mù dày đặc ở vùng này. Sao hôm nay không có gì nhỉ? Toàn là cá con, cá bé. Trưởng làng, lại nữa rồi. Lần này tên câu cá tăng cường dây câu. Lần này hắn nhắm thẳng vào quân quân. Nhất định phải cẩn thận. Để tôi giải quyết vấn đề nhỏ này. Này, lão cừu à. Được, được, nhất định câu được cá, nhất định. Ha ha, không biết ông có xem bói tử sáu thằng đấy. Cậu có thật sự thấy tên câu cá câu được lê càng không? Không, là một ông chú dâu vàng nói với tôi thế. Ông chú dâu vàng à, quân quân chờ đã. Cuối cùng cũng đến rồi. Quả nhiên là cá lớn. Đất hai cần cầm ly đảo mà vẫn hung hăng thế. Nhưng hôm nay gặp ta thì xui cho ngươi rồi. Hãy thử chế độ cần câu mới ta vừa mở khóa. Như ý, như ý. Theo ý tôi, chế độ cần câu đổi chế độ. Ha ha ha. Thôi xong rồi, quần quần hết sức rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây, trưởng làng? Làm sao à? Để tôi dạy cho cậu một bài học. Trưởng làng à, đó chính là ông dâu dài. Các ngươi thật là xảo quyệt. Chắc tên tuần tra cũng bị chúng lừa. Ha ha ha. Ha ha ha. Có câu tục ngữ Trung Quốc, biết thời biết thế mới là anh hùng. Trưởng làng cá chép, ta khuyên người nên nhường nước đi. Để tránh đau đớn vội. Không ngờ sau nhiều năm, người vẫn quá tự phụ. Sao dám nói với anh tôi như thế? Ngươi dám đánh trưởng làng chúng ta à? Sao? Ta còn muốn đánh ngươi nữa kìa. Nếu không phải con cá thổi đó, ta đã tiêu diệt làng các ngươi từ lâu rồi. Ngông cuồng, các ngươi tưởng chỉ có quân quân à? Anh hai à? Còn ai nữa à? Không lẽ? Hừ, chén gió cả thôi. Đi lột da nó đi. Dừng tay lại. Quân quân, lệ càng, làm thế nào thoát khỏi nguy hiểm vậy? Tôi tự hỏi sao không thể đứt cần, ra là tên câu cá này, đổi sang cần tự chế rồi. Lúc tôi nghĩ mình sắp lên bàn tiệc, thì sét đánh xuống, làm cho tên câu cá hoảng sợ. Tôi lợi dụng thời cơ nhảy xuống nước và cứu luôn người tuần tra. Chính ông dâu dài đưa tôi lên móc câu. Tất cả chúng ta đều bị bộ tộc lươn lừa cả, về làng trước đã. Cuối cùng, ha 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 ha. Thì ra là mơ. Anh Tiểu Trác, tôi là Trần Phàm, là cảnh sát Trần à? Có chuyện gì vậy? Thế này, lần trước tôi nói tới vụ con cá sấu không tìm thấy đúng không? Hôm nay có người dân gần đó nói cá sấu xuất hiện trở lại. Con nói có thêm một con quái vật có nanh vuốt. Vậy cảnh sát Trần muốn tôi làm gì? Hay là anh rảnh đến đây một chút? Mình thử xem sao. Được, tôi sang ngay đây. Nhớ mang cần câu đấy. Cảnh sát Trần, chuyện gì vậy? Còn phải mang cần câu nữa à? Là thế này, lần trước nghe anh nói là do câu cá sấu nên nó mới lên. Bây giờ tôi muốn nhờ anh câu con cá sấu đó lên. Dù sao chúng tôi cũng không thể lặn bắt dưới nước. À ra là vậy, nhưng tôi không thể đảm bảo mỗi lần đều thu hút được cá sấu. Thử xem đi, vậy làm phiền anh Tiểu Trác rồi. Đừng khách sáo, dù sao ở đây cũng đối với người dân cũng là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mở to mắt ra mà xem tôi mới học kỹ thuật đánh đuôi cá thần thế nào. Á, à, chưa đánh đuôi cá của anh chỉ khiến anh lên bàn tiệc thôi. Tiểu Bạch đoạn nói đúng đấy. Không có kim cương thì đừng ông gốm. Tiểu Trác à, mới có bấy nhiêu là đã đủ rồi. Anh đã câu được nhiều cá thế. Vùng nước này thật tốt.
Giống ở tập 10, tôi cũng từng câu được cá tra 80 cân ở đây. Tiếc là bị cá sấu phá hỏng. Vậy là anh quá lợi hại rồi. À, tôi muốn hỏi từ lâu rồi. Các anh, những người yêu có thích cảm giác cá cắn câu không? Đương nhiên rồi, tiếc là vẫn không thấy con cá sấu. Không vội, từ từ thôi. Em trai à, mấy hôm trước em đi đâu thế? À, em có việc riêng. Này, lưng anh đã đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi, nhờ miếng dán cá sấu thông đêm. Từ khi dùng cá sấu thông đêm, lưng không đau, chân không đau, lên 18 tầng mà vẫn bình thản. Miếng dán cá sấu thông đêm. Dán đâu chị đó? Anh trai à, sao anh quảng cáo đột ngột thế? Nếu fan biết, chắc phải bắt cá luôn đấy. Đây là nhờ em trai mà, cho nên anh mới muốn phụ em quảng cáo. Ông nội ơi, không ổn rồi. Tiểu Bạch Đoạn, có chuyện gì thế? Hoảng hốt quá vậy, mấy anh luôn bị tên câu cá dụ đi rồi. Đúng là một lũ ngốc, lại muốn gây chuyện. Nhanh dẫn ta tới đó. Đại ca, tôi cũng đi cùng anh. Đi thôi. Đến lượt tôi rồi, xem tôi biểu diễn nhé. Lại bị tên đó câu lên nữa rồi. Đừng cướp bữa trưa của ta. Không ổn rồi. Con cá sấu lớn thật. Có lẽ chính là con quái vật nanh vuốt mà dân làng nói tới. Cá sấu cũng xuất hiện rồi. Tiếc là câu không được. Thật khó câu. Con cá sấu to thế, cần câu này cũng không đỡ tôi nổi. Tôi phải tìm cái gì đó. Đã có cách cho cần câu rồi. Như ý, theo ý tôi, chế độ cần to. Giờ thì được rồi. Lạc Mạn Thiên, ta đã nghe nói các người gần đây xâm lăng lung tung, nhưng không ngờ các người lại dám đến đây. Hừ, ông già, không ngờ ông vẫn còn sống. Còn sống cũng tốt, để tính chuyện cũ luôn thể. Đồ man tử, ta thấy người vẫn không học được gì. Người quên rồi à? Vết sẹo kia là do đâu? Hồi đó, trận chiến với ngươi, bao nhiêu đồng loại người đã bị tiêu diệt. Hay là người muốn lặp lại sai lầm? Hừ, thời đó của thật tổn thất nhiều anh em. Nhưng các người cũng mất sư phụ, tổn thất như nhau thôi. Ngươi thử lặp lại lần nữa xem. Ta dám chứ, nói hai lần cũng được. Thây của ngươi bị ăn sạch không còn vỏ. Bây giờ chỉ còn một mình ngươi, già nua và cô độc thôi. Thật sao? Ngươi tưởng thật sự ta chỉ đem theo vài con cá à? Ông nội, phía Bắc phát hiện nhiều loài ngoại lai xâm nhập. Xem ngươi xử lý được không đây? Chốc nữa sẽ lột da cá sấu của ngươi làm thắt lưng. Ngươi lo cho bản thân đi. Cá sấu lộn ngược. Anh hai, chúng ta phải đi thôi. Bộ tộc cá sấu và cá trình sẽ không để yên đâu. Em nói đúng đấy. Hai chúng ta còn có thể đấu với bộ tộc cá trình. Các loài cá khác hoàn toàn bất lực. Ông nội, chúng ta thực sự phải rời khỏi đây sao? Đúng vậy, cá cha nà. Mầu quê lại báo cho các loài cá là có loài ngoại lai xâm nhập. Phải di tản tới hướng thượng nguồn càng nhanh càng tốt. Rõ rồi. Hả? Ngươi định chạy đi đâu? Cha à, sao nửa dưới kia bị xẻ làm đôi trông quen quen? Đó không phải đại tướng sao? Đáng ghét, ai lại có sức mạnh như thế? Chắc chắn là ta rồi. Có vấn đề gì à? Không, không có gì. Em trai à, cười ra. Một tướng lĩnh anh liệt muôn đời. Tiểu chắc ta lên sân khấu, cá nào cũng phải khóc ha ha. Ông già yên tâm đi, da cá sấu dày lắm, không dễ gì kéo ra đâu. Cứ lo cho bản thân đi. Hừ, muốn ăn ta à? Không biết rằng ngươi có đủ cứng không? Ăn ngươi thì có lợi cho ngươi thôi. Bao năm qua ta luôn cầu nguyện, cầu cho ngươi đừng tấn công. Nếu không thì ta cầu ai bây giờ? Tiêu diệt lũ con của ngươi kia. Đi diệt lũ vô dụng bên cạnh ông già đó đi. Chúng làm đầu ta đau. Rõ, cơi ra. Cái gì đây? Đây là bẫy của tên câu cá. Tên câu cá cũng thông minh lắm, biết chúng ta là cá ăn thịt, giả vờ như để lừa chúng ta. Để ta xử lý hắn. Chuyện gì thế? Sao không cắt được dây câu? Cha, dây câu này có vẻ là dây thép. Trời ơi, cá sấu hung dữ thật. Nếu không có cần đồ chế thì đã đứt ngay rồi. Tiểu chắc, cá sấu cắn câu rồi à? Đợi tôi một chút, sắp xong rồi. Nhớ đừng để nó kéo xuống nước không. Cảnh sát Trần, tôi sắp không chịu nổi rồi. Đến ngay đây. Đánh trộm chung thành công. Không ngờ phải không? Bị tên câu cá đánh bại. Không lẽ thật sự có người nghĩ rằng ngoài cắt đứt dây là không còn cách nào sao? Có tin không, ta có thể kéo tên câu cá xuống ngay. Chắc người nghĩ nhiều rồi. Tên câu cá này khác với những tên khác. Hắn hoặc là hắc hoặc là dùng kịch bản. Cần câu của hắn thì không thể đoán trước. Có vẻ lần này ngươi không thoát được đâu.
Đùa ta đấy à? Cho dù tên câu cá có hắc ta cũng không sợ. Ta tin vào sức mạnh của ta hơn. Ta trông chờ màn trình diễn của ngươi đấy. Mọi người tránh ra, coi chừng bị thương. Tiểu Trác, nói xem cách này có vấn đề không? Cách này hoàn toàn ổn. Nhưng tôi nghĩ anh không cần ở giữa. Anh nói đúng đấy, nhưng không kịp rồi. Vậy cứ thế này đã. Nó bắt đầu vùng vẫy rồi. Anh chắc chắn đã buộc chặt chưa? Yên tâm đi. Tên câu cá đáng ghét, tôi sẽ kéo hắn xuống nước. Ít nhất cũng 8,0 mã lực. Làm sao có thể hoàn toàn vô dụng được chứ? Đạo diễn ngừng quay. Không quay nữa. Ai dùng cần câu thép và dây thép chứ? Trời ơi. Con trai đạo diễn đấy à? Em trai, em có sao không? Em không sao, do em sơ suất. Em không tránh kịp nên bị ông già này đánh lén. Giờ hắn bị tên câu cá dùng dây thép câu rồi. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Anh đi sơ tán các loài cá chân trước đi. Em sẽ đi sau. Được rồi, cẩn thận nhé. Chúng ta đi trước đây. Sức mạnh này thật kinh khủng. Hay chúng ta cũng khó lòng kéo cá sấu lên bờ. Hay là... Tiểu Trác à, anh có cách gì sao? Cách thì có. Chỉ là không biết cảnh sát Trần có chấp nhận không thôi. Trách nhiệm bắt cá sấu là để bảo vệ người dân. Anh cứ nói đi. Đó chắc chắn là cần câu năng lượng mới. Tà hữu sông đốt, lôi công trợ giúp. Dù cá sấu to cỡ nào cũng có thể khống chế. Tiểu Trác, đừng đùa chứ. Sử dụng cần câu năng lượng là sáu phạm pháp luật. Sẽ gây tổn thương tới các loài cá khác. À phải rồi, tôi chỉ muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Đùa thôi mà, ha ha. Ông già, không ngờ ông cũng có ngày này. Ha ha. Thôi hỏng rồi. Lúc này ta tha mạng cá nhà ngươi. Giờ còn dám nói bậy nữa à? Thôi, lột ra nó đi. Tiểu Kalami, lúc này ta chỉ là sơ sẩy thôi. Ông tưởng tôi thật sự vô dụng vậy sao? Đừng lắm lời. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại đê tiện thế. Đợi ta thoát khỏi đây thì nhất định lột ra ngươi. Đê tiện à? Lão già ngươi, thật đê tiện khi tát tôi một cái lúc tôi đang nói. Ngươi có biết một cái tát bất ngờ gây tổn thương tâm lý cho tôi lớn đến mức nào không? Dù ngươi có van xin cũng vô ích thôi. Cảnh sát Trần, tôi không nhìn nhầm chứ. Sao cá trình tự bay ra thế kia? Đúng vậy, nó tự bay ra, có vẻ còn bị thương. Có phải do cá sấu làm không? Cá trình là loài xâm lăng mà. Vậy là cá sấu có vẻ đang đuổi loài xâm lăng đi. Nghĩa là cá sấu đang bảo vệ vùng nước này. Và các loài cá ở đây cũng không loại trừ khả năng đúng đó. Đúng vậy. À? Em trai à, răng em sắc lắm. Em có thể cắt dây giúp anh không? Bị tên câu cá đánh bại. Thật vô dụng, ngươi đùa đấy à? Các ngươi, lũ xâm lược gây hại các loài cá khác. Tôi nói này em trai, chỉ cần em cắt dây giúp, ta thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Thế thật à? Đương nhiên, tôi nói luôn giữ lời. Hừ, tạm tha đợi cho ngươi. Cắt xong dây sẽ cho ngươi một bài học. Được, đợi tôi một chút. Cắt dây ư? Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Vô tri. Hay đấy, ra là cá bị câu không phải cá sấu, mà là cá trình. Tiểu Trác, cậu có phát hiện không? Vừa nãy hai chúng ta không thể kéo lên được. Sao bây giờ cần câu lại đột nhiên biến dạng? Cảnh sát Trần ý anh là con cá trình này cũng do cá sấu đưa lên phải không? Không thể khẳng định, nhưng cũng có khả năng đó. Chắc vì thế nên mới kéo lên dễ dàng như vậy. Vậy là cá sấu không độc ác. Vậy có nên tiếp tục bắt con cá sấu đó không? Bắt thì vẫn phải bắt. Cá sấu ở đây không chỉ ảnh hưởng người dân, mà còn ảnh hưởng môi trường. Cá sấu phải ở nơi thích hợp của nó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Không thể để ngươi lên bờ được. Con người sẽ không để ngươi sống yên đâu. Cá chăn nói đúng đấy. Ngươi tuyệt đối không thể lên bờ. Anh hai, những tên câu cá ngoài kia dùng cần câu đổi chế và dây thép. Rõ ràng là nhắm vào huynh. Chỉ là vô tình mắc phải cá trình thôi. Nếu tôi không lên, chúng sẽ không bỏ qua đâu. Lúc đó ngay cả các người cũng gặp nguy. Vậy ngươi có nghĩ tới nếu bị bắt, ngươi sẽ ra sao không? Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Có lẽ đây là số mệnh của tôi. Đã lộ diện rồi, thì tới đây là hết. Đồng loại của tôi đã không còn. Nếu không nhờ anh cứu hồi đó, chúng tôi đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Vì anh, và vì sự an toàn của bộ tộc tôi phải làm thế này. Tôi không đồng ý. Chỉ cần ở vùng nước sâu, tôi không tin con người có thể lặn xuống bắt anh. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi không thể đứng nhìn anh hy sinh vô ích. Ngay cả xấu,
Sau khi ngài đi, nếu có kẻ xâm lược, ai sẽ bảo vệ chúng tôi? Ha ha, Tiểu Bạch Đoạn phải mau lớn lên nhé. Khi lớn, cậu có thể bảo vệ bộ tộc cá. Đại ca, em đã quyết rồi. Lần này anh hãy nghe theo em. Em trai à, ngài cá sấu. Rời quê hương, lòng đầy hoang mang. Đường phía trước nhiều bất định. Đừng hỏi bao giờ trở lại. Cuối cùng cũng sẽ ra đi. Kiếp sau ta sẽ làm người chứ không phải cá. Vui sống cho trọn đời. Tôi cũng có thể hát được, ha ha. Cảnh sát Trần, cá sấu xuất hiện rồi. Mau cởi dây ra. An, đậu xanh. Nguy hiểm quá, mau lùi lại đi. Cá sấu có vẻ không có ý định tấn công chúng ta, mà còn tự bơi ra nữa. Cảnh sát Trần, có vẻ nó đang khóc. Không thể nào, cá sấu có khóc được không? Có vẻ thật sự là nước mắt. Vậy cảnh sát Trần sẽ xử lý con cá sấu này thế nào? Nó có vẻ không ác ý, trái lại còn bảo vệ cá. Dù có nguy hiểm hay không, cá sấu không thể ở lại đây được. Tôi sẽ gọi đồng nghiệp, bảo họ đến đưa cá sấu đi. Chúng tôi sẽ đưa nó đến nơi chăm sóc cá sấu chuyên nghiệp. Thế thì tốt rồi. Tôi tưởng các anh sẽ tiêu diệt luôn đấy. Mọi sinh mạng đều đáng được tôn trọng, làm sao có thể tùy tiện cướp đi được. Nói hay lắm, nhưng bỏ sót một câu. Trừ mũi. Ha ha ha. Thôi nào Tiểu Trác, chúng tôi đi đây. Cậu có về cùng không? Khỏi lo cho tôi. Không còn cá sấu, cũng không còn nguy hiểm gì. Chỗ này tốt quá, để tôi câu thêm vài lượt nữa. Ha ha, Tiểu Trác thật chuyên nghiệp. Vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt cảnh sát Trần. Chúng ta cũng đi thôi. Nghe nói sông Thượng Thành có nhiều người câu cá chép. Đi xem thử. Sao y mắng quá vậy? Các chú mà tốc độ nhanh. Chắc đã dọn sạch sẽ nơi này rồi. Đây là chú hai bát lẻ à? Chắc em trai đã không còn rồi. Không thể nào. Với kỹ năng độc môn, sức mạnh và tốc độ của chú ấy, sao lại bị cá chép nhỏ tiêu diệt được? Đi tìm loanh quanh một chút là rõ. Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Tôi 3 ngày chưa tắm rồi, người tôi hôi lắm. Chê nhà bay, ăn ngươi chỉ làm bẩn răng của ta. Đi gọi tên quản lý khu vực này lại đây. Đúng đúng đó, ăn tôi sẽ bẩn răng của ông. Tôi đi gọi ngay. Hay, không biết đội hai thế nào rồi. Ông chủ ơi, ông chủ ơi. Ôi ra. Ông chủ, ông nói vùng nước đã an toàn mà. Sao vẫn còn kẻ xâm nhập? Lúc này hắn suýt nữa nuốt tôi vào bụng rồi. Ông nội, lẽ nào diệt vong cũng xuất hiện rồi? Không hay rồi. Diệt vong hồi đó đã thỏa thuận với ta là sẽ ẩn cư suốt đời. Vậy là hồi đó ông ta thua sư phụ à? Đương nhiên rồi. Còn để lại một vết sẹo dài trên mặt. Diệt vong cũng là con cá có tiết tháo. Đồn rằng từ khi ẩn cư cho đến khi mất, ông ta chưa từng ra ngoài. Ông ấy còn nói gì nữa không? Ông ấy bảo ta đến Hải Ninh gặp ông ta. Ông không thể đi được. Chú hai đã mất rồi. Bây giờ ra ngoài chẳng khác nào dê vào miệng hổ. Không biết là phúc hay họa. Là họa thì tránh sao khỏi. Ta phải đi xem ông ta muốn làm gì. Cá chăn, con hãy tập hợp bộ tộc cá, lấy tiểu địa lô làm hiệu lệnh. Nếu nghe thấy tiếng động, hãy dẫn bộ tộc đi ngay tới Vân Mộng Trạch. Dù đó không phải là địa bàn của chúng ta, nhưng ít ra mọi người cũng sẽ được bảo vệ. Ông ơi, con đi theo ông. Không được, bộ xương già này chẳng đáng gì. Các con mới là tương lai của bộ tộc. Thôi, đừng nói nữa. Làm theo lời ta đi. Tiểu quả, lâu rồi không gặp. Diệt vong, sao ngươi lại đến? Lẽ nào ngươi đã quên thỏa thuận ngày xưa với ta rồi? Vậy là ngươi hiểu lầm ta rồi. Hôm nay ta đến là để ngăn đứa em trai vô dụng của ta. Ta cũng mới nghe được. Nó dẫn quân đến chiếm đoạt vùng nước này, nên mới vội vã ra khỏi nơi ẩn cư. Không biết nó đã đến đây. Sắc nửa con cá trình ở bờ kia là thế nào? Hừ, con cá trình xấu xa đó, tàn sát bộ tộc của ta. Chú hai đã xé nó làm đôi. Có vấn đề gì à? Hừ, nói xé làm đôi là xé làm đôi. Nhưng em trai vô dụng của ta đâu? Ngươi xẻ nó ra làm đôi rồi sao? Em trai ngươi thì không, nó bị tên câu cá câu đi rồi. Em trai ta tuy hơi đần độn, nhưng sức mạnh thì vô đối. Làm sao lũ câu cá câu đi dễ dàng vậy được? Ngươi không coi thường chúng chứ? Tin hay không là quyền của ngươi. Hy vọng ngươi không tàn sát xâm lăng như phụ thân ngươi. Yên tâm, lão Tần là đối thủ đáng kính. Ta không có ý định gì với các ngươi đâu. Đi đi. Đúng là nam tử hán, ta xin cáo lui. Cha ta từ xưa không đấu với người câu cá. Liệu chúng ta có nên thách thức tên câu cá không? Ta hiểu lẽ phải, nhưng hắn không nên đụng đến chúng ta. Hiểu rồi. Trời ơi, cá sấu và cá trình đều lên rồi mà. Sao vẫn có quái vật vậy? Như ý, theo như ý tôi. Chế độ cần câu đổi chế. Anh, cậu có cần giúp không, chàng trai trẻ? Rất cần. Nhưng với cơ thể ông. Hay là thôi đi. Ha ha,
Chàng trai trẻ à, đừng nhìn người bằng cái nhìn hẹp hòi. Đưa cần câu đây, để tôi thử xem sao. Không phải tôi không muốn cho ông thử, chỉ sợ thử xong ông xong đời thôi. Ha ha, nhiều lời quá đấy. Bảo cho mượn thì cho mượn đi. Trời ơi, là sao đây? Một tay cầm cần đã câu được cá lên. Còn là dùng tay không? Sao rồi, chàng trai trẻ? Không những là mấy con cá nhỏ này, ngay cả cá trê 300 cân, tôi cũng có thể câu lên chỉ trong trước mắt. 300 cân ư? Ông à, chắc ông đang nói cho vui đúng không? Vậy ông rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không phải thánh thần gì cả. Tôi tên Đặng, có duyên gặp mặt. Mọi người thường gọi tôi là Đại sư Đặng. Đại sư à, 300 cân thật sự ông có thể câu bằng một tay sao? Đó có là gì? Chuyện nhỏ thôi. Tôi còn một bí quyết độc nhất, sẽ cho cậu thấy ngay đây. Nếu học được phương pháp của Đại sư Đặng, kết hợp cần câu có thể ra khỏi phát huy thực lực ngay. Ha ha, hai người nghe rõ đây. Kéo tên câu cá xuống nước đi. Có lên hay không? Ô, thế nào, chàng trai trẻ? Thể trạng của tôi có được không? Được được được. Quả nhiên là Đại sư Đặng. Mới cầm vào cần câu, câu mồi đơn còn câu được cả đôi cá. Tiểu Trác, lâu rồi không gặp. Nghe nói cá sấu đã bị bắt, tôi lập tức tới đây. Biết ngay cậu sẽ ở đây mà. Đúng rồi, ông nội này là ai vậy? Ông ấy là Đại sư Đặng. Tôi mới quen lúc nãy, thực lực ông ấy thật sự rất mạnh. Lúc này tôi suýt bị kéo xuống. Nhưng ông ấy chỉ vung tay là kéo cần lên rồi. Thật vậy sao? Tôi cũng muốn có sức mạnh như thế. Tôi cũng muốn dùng cần câu chế độ khổng lồ nữa. Tiếp tục đi, đại sư. Hôm nay cho ông câu sướng tay. Vừa lúc tiêu diệt sạch cá trình, bảo vệ môi trường sinh thái hợp lý. Đúng rồi, đại sư hãy tiếp tục, để chúng tôi học hỏi. Thật kỹ, thật kỹ. Chà, đã mất ba mạng cá rồi. Cứ thế này thì không ổn đâu. Một lũ phí cơm phí áo. Ta sẽ ra tay. Cha không nên đâu. Con nghi ngờ tên câu cá này có dùng công nghệ khoa học. Chắc chú hai cũng là sơ sẩy, mới bị mắc bẫy của tên câu cá. Đừng nói là khoa học, cho dù hắn là đạo diễn, ta cũng buộc hắn phải nhảy xuống nước. Con không thấy bộ tộc cá chết đang chờ xem trò cười của chúng ta sao? Bây giờ chúng ta bỏ cuộc quay về, làm sao còn mặt mũi nào gặp Diệt Vong à? Đừng hiểu lầm, không đấu lại thì về đi. Tên câu cá này có vẻ khá lắm, ta muốn xem hắn lợi hại cỡ nào. Á, à, lộn ngược xông tới. Lại lộn ngược sông tới tiếp. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Sao vẫn không đứt được cần câu chứ? Chẳng những không đứt, ta đã dùng hết sức lực rồi, cũng chỉ khiến tên câu cá lùi lại một bước. Không ổn rồi, cha. Có lên hay không? Ô, đại sư Đặng, sao không có động tĩnh gì? Hơi thú vị đấy. Hai tay cầm cần rồi à? Đại sư Đặng bắt đầu nghiêm túc rồi. Đại sư Đặng, cần giúp không? Hôm nay tôi đi xe ba bánh đấy. Không cần đâu, thực ra cũng chẳng đáng sợ lắm. Hay là hết pin rồi? Đợi tí, tôi nhận cuộc gọi đã. Ông nội, không ngờ lũ cá sấu xa này lại trọng tình nghĩa thế. Thật ra, đây là lần đầu tôi thấy quy mô lớn như thế. Cách kéo cần câu bằng nhiều cá nhất, họ đã tìm là cách đối phó rồi. Đã thu hồi dây, mọi người cố lên, một mạch kéo tên câu cá xuống. Á, à, kẻ xâm lược và tên câu cá tranh đấu, ai thắng ai bại không quan trọng. Đó gọi là tôm tép tranh giành, kẻ được lợi là bộ tộc chúng ta. Ha ha ha. Quái vật mà ngay cả Đại sư Đặng cũng không thể câu lên. Rốt cuộc là thứ gì? Đại sư Đặng, chắc chắn không cần tôi giúp bà. Ta nghĩ không phải một hai con đâu. Này chàng trai, cậu chọc tổ cá trình à? Tiểu Trác, ý Đại sư Đặng nói không phải một hai con là sao? Tôi cũng không rõ. Chẳng lẽ cùng lúc nhiều con cắn câu? Có vẻ phải dùng chiêu đó rồi. Đậu xanh, tư thế này cũng câu được mẹ à? Mẹ ơi, tôi phục ông rồi đấy. Đại sư Đặng, đòn này chính là bí quyết độc nhất ông nhắc tới phải đúng không? Đúng vậy, đây chính là pháp thuận thủy do tôi sáng tạo. Thật đúng là lợi hại. Hoàn hảo, duyệt. Nếu hắn là cá biến dị, tôi sẽ lập tức rút cần câu năng lượng mới ra, để cho hắn biết thế nào là dòng điện, thế nào là dòng điện xoay chiều. Đại sư, thực sự không cần chúng tôi giúp đỡ sao? Thấy Đặng đại sư đang dẫn dần trượt xuống sông, với tốc độ khá từ từ. Vì Đặng đại sư đã nói, tôi nghĩ ông ấy chắc chắn trong lòng biết rõ chúng ta mà giúp đỡ, ngược lại sẽ gây hậu quả. Tôi lo Đặng đại sư vô tình bị kéo xuống nước. Kẻ địch không động, tôi không động. Chàng trai trẻ, cậu lo lắng hơi thừa thãi rồi đấy. Tôi đang cảm nhận xem chúng còn bao nhiêu sức. Ăn, cha, vừa nãy hắn bắt đầu thu cần quay về nhà rồi. Sao mà lại bám chặt thế này được? Mấy chục năm rồi, ngoại trừ Lào Tuyết, ta chưa gặp đối thủ nào mạnh như vậy.
Chúng ta nhiều cá thế này, phát huy sức mạnh tức thịt ít nhất cũng 500 mã lực, nhưng vẫn không thể kéo hắn xuống nước. Đúng vậy, sức kéo của chúng ta mạnh như thế. Không những không đứt dây, mà dây câu cũng không hề rung động. Thực ra ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Nghi ngờ cái gì? Tôi nghi ngờ trên bờ kia chính là một con cá cầm diều báo tố đang câu cá. Cậu có cảm thấy mình rất hài hước không? Nghe tôi nói, chúng ta hãy giảm sức kéo một chút. Sau đó tất cả cùng phát sức mạnh tức thì. Tôi không tin người câu cá có thể thần thông quảng đại đến thế. Được rồi cha à, đợi chút đã. Ta sẽ đếm đến 3 rồi bắt đầu, phải không? Đúng rồi, đếm đến 3 là bắt đầu ngay lập tức. Hay là đếm từ 1-2 rồi nói bắt đầu thì mới bắt đầu. Ngươi còn nói nhảm nữa, có tin ta xé mồm ngươi ra không? Tôi sợ chúng ta không phát sức đồng đều thôi mà. 1-2-3, bắt đầu kéo đi. Trời ơi, Đặng đại sư có sao không? Ha ha, tôi thích chúng rồi đấy. Chúng sẽ không nhảy múa được lâu nữa đâu. Đặng đại sư mau xem kìa. Vừa rồi mặt sông còn lặng yên, giờ sao bỗng dưng có một đợt sóng to thế? Như thể có thứ gì đã nổ tung vậy. Đúng thế, chẳng lẽ đã biến dị rồi sao? Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú đấy. Cá mà cũng biến dị được à? Thế giới của thật rộng không lớn. Không gì là không thể. Hôm qua ở trong nhóm câu cá, cũng thấy có bạn câu được con cá chép 300 kg. Đã biến dị rồi. Cá chép biến dị rồi cũng vẫn nặng 300 kg. Vậy cá sấu, cá trình chắc phải nửa tấn. Được rồi, cứ thế đi. Nếu nó giảm biến dị, tôi sẽ lập tức giúp cần câu năng lượng mới ra, để nó biết thế nào là dòng điện một chiều. Thế nào là dòng điện xoay chiều. Cha, từ đầu ta đã bảo đừng nông nổi, đừng nông nổi, giờ thì thật sự xong rồi. Làm đàn ông sinh ra ở cõi đời, làm sao có thể ủ rũ lâu dài đứng được. Mà chết. Chứ không quỳ mà sống, sức lực của tôi cũng đã cạn kiệt rồi. Các cậu thôi kêu la đi, tôi sẽ đi tìm anh hai các cậu. Sống ở đời, làm sao có thể sống qua cha, còn nhất định sẽ theo cha đến cùng. Một lũ xâm lược còn đòi cảm động nữa. Theo tôi thấy, chúng quên mất lúc xâm lược các loài cá khác thế nào rồi. Ồ, chính là bây giờ đây. Ồ, trời ơi, thật sự đã câu được cả đàn cá. Đúng là Đặng đại sư, ngài còn nhấc nổi chúng nữa. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này. Tôi phải chụp ảnh đăng lên nhóm câu cá mới được. Cá to thế này, một con đã đủ làm tiệc rồi. Nhưng sợ là nghĩ thế là thừa rồi. Loài cá xâm lược này không được phép ăn. Được rồi, cảm ơn cậu. Hôm nay tôi đã thỏa chí rồi. Tôi cũng nên đi thôi. Hai chàng trai cứ tiếp tục câu nhé. Nhìn bóng dáng ông lão, khiến tôi không khỏi nhớ đến một câu nói rất hắc. Câu nói gì vậy tiểu Trác? Năm đó tôi hai tay đút túi, không biết ai là đối thủ cả. Ô, Bạch Vân, địa điểm câu cá này nổi tiếng với sự công bằng. Có tất cả các loại cá, đặc biệt là các loại cá khổng lồ 300 kg. Chỉ có cá bạn không câu được. Không có cá mà địa điểm câu không cá có. Cá 300 kg, tôi nên đi xem thử. Vừa hay có thể thử kỹ thuật. Mới học, kỹ thuật nhất cần của Đặng đại sư, thật hào hứng. Ông chủ, cá ở đây thực sự có con 300 kg. Chàng trai, cậu thật biết đùa. Nếu không tôi đã không dám treo biển quảng cáo lớn thế. Nếu không thì không phải bằng hiệu quả chúng tôi. Tuy nhiên, có câu được hay không phụ thuộc vào bản lĩnh. Vậy tính tiền thế nào? 800 tệ cho 3 tiếng. Sau thời gian đó, mỗi giờ 200 tệ. Trời ơi, đắt thế. Có thể câu thử trước rồi trả tiền được không? Đứa trẻ này thật biết nói chuyện. Nhưng nếu không câu được thì vẫn phải trả tiền đấy. Nếu câu được thì không tính được chứ. Được, được. Tôi chỉ quăng vài cú thôi. Nếu câu được tôi cũng không đi đâu. Ha 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 ha. Ngươi biến đi cho ta. Ngươi tưởng đây là công viên giải trí hả? Anh bạn, chẳng lẽ chỗ này lừa đảo à? Tôi câu cả buổi sáng rồi, không câu được con cá nào cả. Nếu cứ câu không được cá, lần sau tôi sẽ không đến nữa đâu. Chỗ câu cá tồi tàn này sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thôi. Bạn ơi, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không thể nói bừa. Khi thả cá ra, mọi người đều nhìn thấy cả mà. Phải không? Hay do mồi câu ở đây không thích ăn? Cần có chút kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn thì làm sao câu được cá? Trôi nổi cứng như cột điện vậy. Dù tôi có kiên nhẫn đến đâu cũng không chịu nổi. Chẳng trách chỗ câu cá của anh có vài người đến câu. Anh hai, người câu cá ngày càng khó lừa rồi. Đã phàn nàn với ông chủ rồi. Hừ, gần đây mọi người đều láo cá. Chỉ nghĩ đến ăn, không chịu bỏ công sức ra câu. Nghe ông Lý than vãn kia. Nếu ao cá thực sự đóng cửa, chúng ta đi đâu bây giờ? Chỉ biết đòi trâu cày ruộng. Không cho trâu ăn cỏ thì sao mà được. Ăn no một bữa và ăn no mọi bữa khác nhau mà. Anh hai à, theo tôi, nên cho vài con cá biết nói. Anh xem, từng con một kích cỡ cũng không nhỏ. Lãng phí lương thực, quan trọng nhất là người câu cá rất thích cá biến dị. Anh nhất định phải lo việc này. Đừng để ông Lý khó xử. Được rồi, lão đại. Này, đến lượt các anh rồi đấy. Tự mang cá lên đi. Vẫn theo quy tắc cũ, phải vật lộn chút đỉnh.
Kể cả khi đã cắn câu, môi trường cùng thịnh vượng tộc cá nào cũng có trách nhiệm. Anh có hiểu chính mình nói gì không hả? Tôi hỏi anh, đã ở chỗ câu cá bao nhiêu năm rồi? Học tiếng phổ thông khó lắm sao? Đừng giả vờ. Không có cá nào chỉ biết ăn mà không làm việc cả. Tháng trước chúng tôi đã cắn bao nhiêu lần? Và nhiều lúc chỉ là lên trên chụp ảnh. Người câu cá chỉ thích quá trình câu. Cuối cùng ông chủ vẫn thả chúng ta xuống nước mà. Anh nói về việc phóng sinh à? Tháng trước chúng tôi cắn câu chứ không phải anh. Sao bây giờ lại thành anh rồi? Anh không nên hiểu quá sâu. Tôi không đến để thương lượng với anh đâu. Nếu đại ca nổi giận, lúc đó đừng trách tôi không cảnh báo anh. Đừng kính nể quá, tôi phạt anh đấy. Thôi, đại ca là đại ca, chứ không phải anh tôi. Đại ca chỉ lớn con hơn chút thôi mà. Có gì đâu mà tự hào. Nếu giỏi thì đừng để bị bắt vào chỗ người câu cá. Được, tôi sẽ về nói với đại ca ngay. Đừng đừng, cá rô phi tôi đùa thôi mà. Tôi sẽ về sắp xếp ngay. Nhanh gọn nhất có thể. Có ý nghĩa gì nữa? Cá đã cắn câu rồi thì không thể quay lại được. Đau khổ chụp lấy môi. Sẽ gửi đúng giờ tới chỗ các anh. Lại một con cá bình thường. Không phải ở đây có quái vật 300 kg. Thành phố ở xa đông. Như vậy nên dùng cần lưỡi liềm. Chế độ cần lưỡi liềm. Nhìn xem, người ta mới đến được bao lâu. Đã câu được nhiều cá thế rồi. Còn nói hồ không có cá hả? Kéo không lên đổ lỗi cho ai bây giờ. Anh bạn, hay đấy. Anh dùng mồi gì vậy? Tôi dùng mồi tự sản xuất, mồi câu vô địch. Cho anh một gói dùng thử này. Nếu tốt thì giúp tôi quảng cáo nhé. Được đấy, cảm ơn anh. Đại ca, có người dùng cần lưỡi liềm kìa. Dây câu của anh ta chỉ dài chưa tới 1 mét. Rõ ràng người câu cá đang nhắm vào anh đấy. Ha ha. Thanh niên muốn làm việc lớn. Có lý tưởng lắm. Cậu ta có lẽ không biết tôi là quản lý lê tân của chỗ câu cá. Ha ha ha. Năm thứ 28 đời tôi. Thứ nhất, thuật đào đất. Anh bạn à, tôi thật sự yêu mồi câu của anh rồi đấy. Chưa bao giờ câu sướng tay như hôm nay. Ha ha, mồi câu này là bí quyết truyền thống của tôi. Trên thị trường anh không thể tìm thấy ai sản xuất đâu. Chuyện này, này này, thế này thì thiệt lớn rồi. Đã bảo là do mồi câu của anh mà. Còn đổ lỗi ao cá không có cá ư? Anh bạn à, mồi câu này mua ở đâu được vậy? Xem tay tôi ngứa quá rồi. Tôi còn một gói này, anh cứ lấy đi dùng trước đi. Tôi đi mua mồi câu. Hôm nay chỉ cho 3 người câu thôi đấy. Vài tiếng nữa câu hết cá trong hồ mất thôi. Đại ca, đại ca. Chẳng lành rồi, thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Trong nháy mắt đã mất vài trăm con cá. Sao phải làm âm lên vậy? Như thế này chính là giúp ông Lý tạo tiếng vang. Tuy nhiên, nói lại đây. Cá được cho ăn mồi làm bằng gì vậy? Sao lại cắn câu dữ vậy? Không phải đâu đại ca. Tôi vừa thấy ông Lý ôm đầu lo lắng. Miệng luôn ngậm chặt. Ao cá gần như bị dọn sạch rồi. Những con cá kia thường không thích ăn mồi câu mà. Sao lại cắn câu cuồng nhiệt thế? Lần đầu tiên thấy mồi câu của người câu cá. Đen thui, mùi thơm xộc thẳng vào đầu cá. Tôi vừa đi ngang qua cũng suýt nữa không nhịn được. Có lẽ đã pha thêm tạp chất và ma thuật nào đó. Nếu không ăn lại, có lẽ anh sẽ trở thành đội trưởng trên bàn tiệc đó. Mau đi dò xét sức mạnh của người câu cá đi. Không phải mồi câu không mua được, mà cần lưỡi liềm có tỷ lệ giá trị cao hơn. Tôi vẫn thích cần lưỡi liềm hơn. Có lưỡi giả bất khả chiến bại, lại có thể thay đổi tùy theo kích cỡ cá. Cũng là sự tồn tại bất khả chiến bại. Kết hợp với cần có gen, đúng là tình yêu trong mơ của tôi rồi. Ông chủ, có phải là hết cá rồi không? Vừa nãy họ câu được nhiều lắm mà. Sao giờ này lại không có động tĩnh gì? Đúng rồi ông chủ, thả thêm cá vào đi. Tôi đã gọi nửa con lợn luộc tới rồi đấy. À, đúng rồi, cá trong ao của tôi đã bị các anh câu hết rồi. Cho dù các anh thả cá lại cho tôi, chắc chắn chúng cũng không cắn câu đâu. Vậy thôi, hôm nay dừng tại đây nhé. Cuối cùng. Ôi con này nhỏ thế. Trời ơi, không lẽ câu được đối tác hợp tác của tôi rồi sao? Không phải chứ, tôi còn dựa vào anh ấy kiếm ăn nữa. Ăn. Anh bạn, để tôi giúp anh nhé. Cảm ơn, không cần đâu. Tôi chuyên tìm những con cá khổng lồ để luyện tập. Tuy nhiên con này chắc chắn không đến 300 kg. Tên câu cá nhỏ bé kia, sao dám vô lễ ở đây? Cá chép 28 động tác. Chiều thứ nhất, thuật đào đất. Dù không phải 300 kg, nhưng con này cũng phải 180 kg. Ăn. 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 Tôi. Ôi cá của tôi, sao anh cũng bị câu lên thế này? Đại ca, đại ca, cá chép béo, nó. Nó có kéo được người câu cá xuống nước không?
bảo cá chết béo, chỉ cần cho chúng một bài học là được rồi. Cuối cùng ông Lý vẫn phải kinh doanh mà. Không không, đại ca à, là cá chết béo. Cá chết béo bị câu lên rồi. Cái gì cơ, trời đất ơi. Cậu ấy lại cho ta đi. Đủ rồi, răng cá đây. Năm sau theo ta đi chỗ khác. Ta đã ở đây nhiều năm rồi. Nhưng cái cần bị cắn giáp lại có thể quấn quanh chỗ câu được hai vòng. Nay lại bị người câu cá câu mất. Là tại ta quá chủ quan. Chỉ hôm nay thôi, hắn khó mà giải oán cho cái đầu cá này. Sóng chiều dâng trào. Anh bạn, hay lắm. Con cá to thế chắc phải cân được cả 100 kg. Anh bán con cá này cho tôi nhé. Tôi trả 500 triệu. Tôi sẽ làm một cái bể cá để nuôi nó trong văn phòng. Tuyệt biết bao. Được. Con này vốn cũng không phải mục tiêu của tôi. Nếu bạn thích thì tôi bán cho bạn. Mục tiêu của tôi là con cá chấm 300 kg dưới đáy cơ. Anh bạn, nếu anh có thể câu được con cá chấm 300 kg, tôi trả ngay 2 tỷ. Trời ơi, anh bạn, anh là con nhà giàu à? Không, tôi không bố phải. Bố tôi mới phải. Tôi kinh doanh đồ câu cá, bao gồm cả cần câu mặt trời của anh. Chúng đều do công ty tôi sản xuất. Muốn đặt con cá chấm vương vào công ty để thu hút khách. Trời đất ơi, ra thế khủng quá. Dưới nước có động tĩnh rồi. Quái vật đã bắt đầu hoạt động rồi. Không người câu cá nào chịu đựng được cám dỗ này. Cứ thả nó đi. Đại ca tới rồi. Tới rồi đấy. Nghe tiếng động mà đã sợ hãi thế này rồi. Này anh bạn, anh đang làm gì thế? Nhanh chỉnh lại dây câu đi. Nếu không, cá lớn chút nữa sẽ kéo cậu xuống nước đấy. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Gió mát không làm đổ núi ngay. Để nó bơi lòng vòng trước đã. Tiêu hao chút sức lực của nó. Nghĩ rằng có thể ăn hết mồi của tôi ư? Hơi khó đấy. Hừ, ngươi coi thường ta tôi rồi. Tôi sẽ xem sức của cậu còn được bao nhiêu. Chính là bây giờ. Sao không giống như Đặng đại sư dạy tôi nhỉ? Anh bạn, cố lên. Đây là 2 tỷ đang di chuyển đấy. Giờ mới nhờ đến nguy hiểm thì đã hơi muộn rồi đấy. Kỹ thuật cả 28 động tác. Thứ nhất đào thoát vào hư vô. Sao hắn vẫn chưa bị kéo xuống chứ? Chết tiệt, không hay rồi. Xuống sâu hơn nữa sẽ không thở được. Trời ơi, anh bạn à, vòng bi của cậu đang bốc khói kia. Đúng thế, tốc độ quá nhanh rồi. Nó kéo nhanh quá, không thể dừng được. Phải cứng rắn lên thôi. Anh bạn, tốc độ tay của anh không bằng 20 năm luyện tập của tôi đâu. Không kéo được đâu. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Không ổn rồi, sắp rơi vào vực sâu rồi. Qua lại như vậy, đã tiêu hao hết sức lực của tôi rồi. Ta sẽ về bồi bổ lại rồi tìm hắn sau, ha ha. Đại ca, anh đang làm gì vậy? Sao không thể kéo lên được? Mốc câu đã sâu vào xương cá rồi. Bị kẹt trong cổ họng rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Zofi, cậu mau. Quay lại đánh thức một người bạn già. Ngay trong nơi ẩn náu sâu thẳm của tôi. Hình như hôm nay phải quyết chiến rồi. Liên hoàn cá 28 động tác 2. Cá vương quấn cột. Như vậy đã phục hồi được chút ít. Cần câu của cậu sắp bị bung rồi đấy. Yên tâm đi, cần của tôi là phiên bản nâng cấp. Không thể bị bung dễ dàng đâu. Nhưng sức lực thì gần cạn rồi. Làm sao có thể? Tồi quá, có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Ôi, cái mạng cá của tôi. Nói gì thế? Ngươi đang chơi trò gì vậy? Lớn tuổi thế rồi, sao còn cắn câu như cá con vậy? Đừng nói lung tung nữa. Nhanh nghĩ cách tháo móc câu ra cho tôi. Người câu cá này mở hóc rồi, không thể nào thoát ra được. Sức mạnh như trâu vậy. Ngay cả cột địa hải cũng bị rung chuyển. Tôi nghĩ anh nhả ra là được mà. Không nhả ra được, nói thật cũng lạ đấy. Cảm giác như móc câu này đang phình to ra. Bị kẹt trong cổ họng ta rồi. Nhanh nghĩ cách đi. Xem ta đây. Chỉ vì chuyện này mà đánh thức ta dậy à? Hơi vội vàng rồi đấy. À, móc câu ra rồi. Phải rồi, Zofi đâu? Zofi ư? Không lẽ là... Không thấy đâu, tôi không thấy hắn. Anh bạn, anh nhảy đẹp đấy. Sao bỗng dưng lại nhảy múa thế? Nhưng nhảy cũng đẹp đấy. Anh đừng nói nhảm nữa. Không nói không ai bảo anh không biết nói đâu. Đậu xanh, cá gì thế này? Sao lại có điện nữa? Đốt đôi dây câu luôn rồi. Không thể nào, anh bạn à. Xung quanh đây không có dây điện mà. Sao lại có điện được chứ? Tôi nghĩ dưới này có sinh vật biết phóng điện. Vậy thì câu thế nào bây giờ? Đừng câu nữa, kẻo bị thương nữa đấy. Vấn đề nhỏ, cần câu của tôi có thể cách điện. Xem tôi này, chế độ cách điện. Còn dám tới nữa à? Được thôi, không coi ta ra gì cũng được. Nhưng dám chọc tới ta nữa, nhất định phải cho hắn một bài học. Cái gì thế này? Sao không có phản ứng gì cả? Anh phải sạc pin rồi à? Không thể nào.
Tôi vừa sạc đầy điện mà, anh thử xem đi. Ngươi thật sự bị bệnh à? Ngươi xem ngươi kìa, thân hình to thế mà còn cư xử như cá con, chửi thề lung tung. Ta không nên đến giúp ngươi, về ngủ tiếp đây, tạm biệt. Thằng ngốc. Sao không có động tĩnh gì nữa nhỉ? Nếu nó không cắn câu thì sao? Đã chạy thoát lâu thế rồi lại mới nhả câu. Không cắn cũng là chuyện bình thường. Cứ đợi một lúc đã. Nhìn ra ý đồ của anh thì rồi. Thì ra anh rõ ràng muốn con cá chấm vương này. Đương nhiên rồi. Có con quái vật 300kg đặt ở cửa tiệm thì ai phải biết. Tôi đã gọi xe cẩu tới rồi. Bên anh kéo câu lên, tôi sẽ kéo đi ngay lập tức. Kéo nó ngỏ mất. Nếu chết thì không còn giá trị nữa. Yên tâm, tôi có cách riêng. Người câu cá thật có nghị lực. Vì anh không muốn sống nữa, vậy tôi sẽ làm tròn niềm mong ước ấy. Ăn. Ôi, may mà tôi phản ứng nhanh. Nếu không cả hai người đều rơi xuống rồi đấy. Xin nữa là tắm xong rồi. Lỗi tại tôi sơ suất. Hôm nay nhất định phải cuốn nó lại. Thật tức chết đi được. Ăn. Làm sao có thể. Ăn. Tôi nói bạn à, sao không dùng chiêu đó ngay từ đầu? Nếu vậy thì mất hết mấy lần vui vẻ rồi. Ha ha ha. Đã chuyển giao cho anh rồi, anh kiểm tra đi nhé. Lần đầu tiên thấy cách vận chuyển thế này. Tôi đi ăn cơm đây. Các anh, các anh. Ông chủ tàu cá của chú thật sự không phải lừa đảo. Nói có cá 300kg là có 300kg. Đúng rồi, lần sau chúng tôi lại để nhé ông chủ. Chú ý xem con cá chép ăn cỏ này xâm nhập phải nước thải, thân hình biến dị ngay lập tức, trở thành loài cá quái dị chuyên ăn thịt. Trong khi người câu cá không biết đang đối mặt với loài sinh vật kinh khủng nào. Xin anh đừng ăn nữa. Là mùi mồi câu. Đúng rồi, đi ăn mồi câu đi. Tôi thực sự không chịu nổi mùi tanh nữa rồi. Bố ơi, anh đại không phải cá xấu. Tại sao chúng ta phải trốn? Trước đây không phải, bố biết, nhưng vì anh ấy tự ý xâm nhập vùng cấm. Thân thể đã hoàn toàn biến dị rồi. Không còn là anh đại mà con biết nữa. Bây giờ chỉ là cái xác không ngừng ăn thịt đồng loại. Anh ấy bây giờ hoàn toàn không nhận ra con đâu. Bố nói dối con. Anh đại sẽ không hại con đâu. Sao bố lại nói dối Nguyên Bảo chứ? Tộc trưởng đã tiết lộ tình hình cá cho người câu cá. Để họ giải quyết anh ấy. Nếu không, sẽ không còn cá nào dám ra khỏi hang để kiếm ăn nữa. Anh đại không phải loại cá như các người nói. Con sẽ chứng minh cho bố xem. Nguyên Bảo, nguy hiểm đấy. Đừng chạy, mau quay lại đây. Ôi, thật xui xẻo, khó khăn là mới được nếm chút thịt. Kết quả lại là con cá dài nhỏ xíu. Thịt đều ô thiêu hết, không có chút kháng cự nào cả. Giờ không phải ở đâu cũng có cá. Thấy ghê mồm quá, không muốn ăn nữa. Ông nội ơi, cháu bị mắc câu rồi. Mau cứu cháu với. Ha ha, tiếng kêu này. Chắc thịt rất tươi ngon. Đây là tiếng của Tiểu Liên muội muội mà. Này em gái, em bị cái gì mắc vào thế? Chú à, chú to lớn quá. Chú có thấy bố cháu không? Cái móc câu này mắc vào miệng cháu rồi. Tiểu Liên không cử động được nữa rồi. Con gái, con nhắm mắt lại nhé. Chú giúp con tìm bố. Vâng, nhắm rồi đấy. Cảm ơn chú to xác nhé. Chẳng còn cách nào khác. 3 ngày rồi không ăn gì. Ăn tạm con cá nhỏ này cũng được. Thí nghiệm đang bùng phát khắp nơi. Ta tới đây. Cái quái gì thế? Hừ, chỉ có thế mà cũng học người ta câu cá. Ta đòi đến nỗi không tìm được hướng bắc nữa rồi. Mấy tên câu cá còn dám thách thức ta. Tôi tưởng ngươi là ai mà dám đấu với ta. Trời ơi, hấp dẫn thế này sao? Mới đến đây đã thấy rực gãy cần câu rồi. Xem ra không tìm nhầm nơi rồi. Này anh bạn, có quái vật dưới hồ này không? Tôi thấy câu của anh bị gãy hết rồi. Nói thật cũng lạ, tôi câu ở đây vài ngày rồi. Chủ yếu là những con cá nhỏ. Ban đầu chỉ muốn giết thời gian. Không ngờ ở đây lại có quái vật mạnh như thế. Tôi rất thích câu quái vật lớn. Vậy tôi cũng thử vài cú được không? Anh cứ câu ở đây. Tôi ra chỗ kia câu. Được rồi anh bạn. Còn anh thì sao? Tôi cũng không mang theo cần câu dự phòng. Nơi này cách thị trấn khá xa. Qua lại một lèo thì quái vật đã chạy mất rồi. Đợi chút nữa nếu cậu khóc, cho tôi sờ tay vào cũng được. Lúc nãy cảm giác quá nhanh. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Không sao, có vẻ như hôm nay tìm được bạn cùng chí hướng rồi. Câu cá vì cá, không vì cá. Nói hay lắm anh bạn. Ê yêu, ngủ mà không có tinh thần gì cả. Dám hỏi đường đi nước bước ở đâu? Anh bạn à, anh khoan đã. Tuyệt đối không được ăn. Đi ăn mồi câu đi. Nếu nuốt thứ này vào bụng, chẳng phải tởm lắm sao? Anh đại, phải anh không?
Sao tối thế này? Em khó chịu quá. Đây là giọng của Tiểu Liên. Nông dân phải cần cù. Làm việc trước đã. Cái quái gì thế này? Loài cá gì sao vậy? Sao hắn to thế? Ăn phải cân phân dài 3 mét của tôi. Trong mắt nó tôi như con gà con vậy. Lừa con nhỏ này cũng thú vị đấy. Rùi nhỏ cũng là thịt. Mồi câu từ đâu ra vậy? Cuối cùng cũng cắn câu. Anh bạn nhìn là biết là người thường xuyên câu quái vật rồi. Lần đầu tiên thấy ai mang theo cần có gen như vậy. Không phải tôi khoác lác đâu. Hôm qua tôi vừa dùng một tay câu được con cá chấm 300 kg. Vậy anh bạn để tôi câu lần này được không? Tôi không còn gì khác. Chỉ có một thân thể khỏe mạnh. Nhìn thế này mà không làm thấy sốt ruột lắm. Được, lấy đi. Người câu cá bây giờ thật là tệ hại. Chỉ biết dùng những thứ rườm rà.